Trừng phạt kinh tế và cấm vận kinh tế là gì? Vũ khí quyền lực hay con dao hai lưỡi? Chào mừng các bạn đã quay trở lại. Trong những ngày đầu của cuộc xung đột Nga-Ukraine, thế giới chứng kiến một loạt phản ứng trái chiều từ các quốc gia. Cuộc chiến này không chỉ đơn thuần là một cuộc đối đầu quân sự, mà còn được xem là một trong những cuộc xung đột khốc liệt nhất của thế kỷ 21. Có những nước lên án gay gắt, một số ủng hộ và cũng không ít quốc gia giữ thái độ trung lập để bảo toàn vị thế. Tuy nhiên, chiến sự trên đất Ukraine không chỉ dừng lại ở phạm vi khu vực. Nó đã nhanh chóng kéo theo sự tham gia gián tiếp của nhiều quốc gia khác, biến đây thành một cuộc chiến ủy nhiệm giữa Nga và Mỹ hay giữa Nga và phương Tây. Điều đáng chú ý là, mặc dù Mỹ không đưa quân trực tiếp tham chiến, họ đã chọn cách đối đầu với Nga trên một mặt trận khác, kinh tế và thương mại. Những biện pháp trừng phạt kinh tế và cấm vận đã được áp dụng mạnh mẽ nhằm làm suy yếu nền kinh tế Nga. Theo ước tính của IMF, GDP của Nga có thể giảm tới 3,4% vào năm 2022, trong khi nhiều tập đoàn lớn như McDonald's, Starbucks hay Apple đã rút khỏi thị trường Nga. Nhưng điều này không có nghĩa Nga không có biện pháp đáp trả. Nga đã gia tăng xuất khẩu năng lượng sang các quốc gia châu Á như Trung Quốc và Ấn Độ, đồng thời chuyển hướng thương mại để giảm phụ thuộc vào phương Tây. Kết quả là, vào cuối năm 2022, xuất khẩu dầu của Nga sang Ấn Độ tăng gấp 22 lần, cho thấy khả năng thích nghi và chống chịu của nền kinh tế nước này. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng các biện pháp trừng phạt không chỉ ảnh hưởng nặng nề đến Nga, mà còn làm chao đảo kinh tế toàn cầu. Giá năng lượng tăng vọt, lạm phát leo thang tại châu Âu và Mỹ khiến người tiêu dùng phải đối mặt với chi phí sinh hoạt cao hơn. Theo Eurostat, lạm phát ở khu vực đồng euro đã đạt mức kỷ lục 10% vào tháng 9 năm 2022, phần lớn do giá khí đốt và dầu thô tăng cao. Vậy, trừng phạt kinh tế và cấm vận kinh tế thực chất là gì? Tại sao chúng được coi là vũ khí sắc bén trong các cuộc xung đột hiện đại? Nếu bạn yêu thích chủ đề video này, hãy bình luận, tôi sẵn sàng. Để chúng ta cùng bắt đầu hành trình khám phá ngay bây giờ. Trừng phạt kinh tế được ví như thanh kiếm vô cùng sắc bén, một công cụ đầy quyền lực, không chỉ của thời hiện đại mà đã xuất hiện từ thời phong kiến. Bản chất của trừng phạt kinh tế là gây sức ép buộc quốc gia bị xử phạt phải tuân theo những yêu cầu của quốc gia ban hành lệnh trừng phạt, thông qua việc làm suy yếu nền kinh tế hoặc cắt đứt nguồn lực quan trọng. Thời phong kiến, các đế chế lớn với lãnh thổ rộng lớn, dân số đông đảo và quân đội hùng hậu thường áp đặt quyền lực lên các nước chư hầu. Những nước này buộc phải phục tùng, đóng cống nạp và duy trì quan hệ thần phục. Khi chư hầu không tuân thủ, các triều đại thường áp dụng các hình thức cấm vận kinh tế như ngăn cản giao thương, cắt nguồn cung lương thực hoặc phong tỏa các tuyến thương mại trọng yếu. Những biện pháp này không chỉ làm suy yếu nền kinh tế, mà còn khiến các nước chư hầu rơi vào khủng hoảng, buộc phải khuất phục trước áp lực. Sau Thế chiến II, trừng phạt kinh tế tiếp tục được sử dụng như một công cụ chiến lược trên quy mô toàn cầu. Điển hình là việc Mỹ, Anh, Pháp và Liên Xô đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc lên Đức nhằm kiểm soát nước này. Đức bị chia cắt thành Tây Đức dưới sự quản lý của Mỹ, Anh và Pháp, và Đông Đức do Liên Xô kiểm soát. Bên cạnh việc đòi hỏi khoản bồi thường chiến tranh khổng lồ, các nước đồng minh còn kiểm soát chặt chẽ các ngành kinh tế trọng điểm của Đức như sản xuất công nghiệp, kim khí và hóa chất. Hậu quả là Đức bị suy yếu toàn diện, buộc phải phụ thuộc vào phe đồng minh trong suốt nhiều năm. Tương tự, Nhật Bản sau chiến tranh cũng chịu sự giám sát kinh tế chặt chẽ từ Mỹ. Trong hơn hai thập kỷ, Nhật phải dựa dẫm vào sự hỗ trợ kinh tế và chính trị của Mỹ để tái thiết đất nước. Đổi lại là việc tuân thủ các yêu cầu chiến lược của Washington. Những trường hợp này cho thấy sức mạnh vượt trội của trừng phạt kinh tế trong việc định hình trật tự thế giới. Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, các lệnh trừng phạt kinh tế có thể khiến GDP của một quốc gia giảm tới 30-40% nếu kéo dài trong nhiều năm, như trường hợp của Đức và Nhật Bản. Tuy nhiên, không chỉ có mục tiêu ngăn chặn mối đe dọa tiềm tàng, trừng phạt kinh tế còn được sử dụng như một cách để các quốc gia ban hành lệnh trừng phạt thu lợi về mặt kinh tế và chính trị. Từ lịch sử đến hiện tại, trừng phạt kinh tế đã chứng minh rằng nó không chỉ là một công cụ ngăn chặn xung đột, mà còn là một vũ khí chiến lược thay đổi cục diện quyền lực toàn cầu. Những bài học từ Đức, Nhật và nhiều quốc gia khác
là minh chứng cho sức mạnh khổng lồ của trừng phạt kinh tế trong cuộc chơi giữa các cường quốc. Từ những ví dụ trên, có thể thấy rằng, trong cuộc chơi giữa các quốc gia, chiến tranh là con đường không ai mong muốn. Nhưng khi không sử dụng hàng nóng hay hàng lạnh để giải quyết xung đột, câu hỏi đặt ra là họ sẽ dùng gì để xử lý những mâu thuẫn? Chính từ đây, trừng phạt kinh tế và cấm vận kinh tế đã ra đời, trở thành công cụ hữu hiệu để các quốc gia sát phạt nhau trên mặt trận kinh tế. Kinh tế, chính trị và quân sự được ví như ba chân kiềng của một quốc gia. Khi một trong ba chân này bị đánh gục, hai chân còn lại cũng khó lòng trụ vững. Và trong số đó, quan hệ thương mại quốc tế thường là điểm yếu dễ bị tấn công nhất. Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn, chúng ta cần phân biệt giữa trừng phạt kinh tế và cấm vận kinh tế. Trừng phạt kinh tế là các biện pháp mà một nhóm quốc gia hoặc tổ chức quốc tế áp dụng nhằm gây tổn thất kinh tế cho quốc gia bị trừng phạt. Mục tiêu chính là gây áp lực, buộc quốc gia đó phải thay đổi chính sách theo ý muốn của bên phạt. Trong khi đó, cấm vận kinh tế lại mang tính triệt để hơn. Đây là hành động hạn chế hoặc chấm dứt hoàn toàn quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa quốc gia bị cấm vận và cộng đồng quốc tế. Điển hình như lệnh cấm vận kéo dài hơn 60 năm của Mỹ với Cuba, hay lệnh cấm vận kinh tế mà Mỹ áp dụng với Việt Nam suốt 25 năm. Dù khác biệt ở mức độ, nhưng bản chất của hai khái niệm này đều giống nhau, nhằm cô lập và gây tổn thất nghiêm trọng cho nền kinh tế của đối phương. Nếu ví cấm vận kinh tế như phiên bản cao cấp của trừng phạt kinh tế, thì đó là đòn chí mạng khiến đối thủ khó lòng gượng dậy. Trong bối cảnh thế giới đầy biến động hiện nay, trừng phạt và cấm vận kinh tế được xem là độc chiêu của các quốc gia nhằm cạnh tranh mà không cần chiến tranh. Nhưng không phải lệnh cấm vận nào cũng hiệu quả hay nghiêm túc. Có những lệnh cấm vận hài hước như cấm vận cây xanh, chó mèo hay cả người khuyết tật và thể thao. Dù vậy, khi bàn về kinh tế, chính trị và quân sự, những yếu tố cốt lõi tạo nên khung xương của một quốc gia, thì trừng phạt kinh tế luôn được thực hiện qua các con đường phổ biến sau đây. 1. Thuế quan, áp thuế cao đối với một số mặt hàng để làm giảm sức cạnh tranh. Ví dụ, Mỹ tăng thuế nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc khiến chúng khó cạnh tranh tại thị trường Mỹ. Hạn ngạch, giới hạn xuất nhập khẩu đối với một mặt hàng. Ví dụ, Trung Quốc giảm hạn ngạch xuất khẩu dầu khiến giá dầu leo thang, đẩy châu Âu vào khủng hoảng. 3. Hàng rào phi thuế quan, không đánh thuế nhưng siết chặt các tiêu chuẩn như an toàn thực phẩm, đóng gói và bảo quản, gây khó khăn cho sản phẩm của đối phương. 4. Đóng băng tài sản, tịch thu hoặc giữ tài sản của đối tượng bị trừng phạt. Ví dụ, Anh tịch thu tài sản của các tỷ phú Nga để phản đối cuộc chiến Ukraine. Tóm lại, mục tiêu của các biện pháp này là rõ ràng. Nếu anh không nghe tôi sẽ đánh vào kinh tế của anh, đồng thời huy động đồng minh gây áp lực. Và khi nào anh chịu nhượng bộ, tôi sẽ bỏ cấm vận. Câu chuyện chỉ đơn giản là thế. Hiện tại, cấm vận và trừng phạt kinh tế vẫn là những đòn bẩy vô cùng lợi hại để các quốc gia kiềm chế lẫn nhau. Trên lý thuyết, các lệnh trừng phạt thường nhắm vào giới lãnh đạo của những quốc gia không hợp tác hoặc không phục tùng nước ban hành lệnh. Tuy nhiên, trên thực tế, những người gánh chịu hậu quả nặng nề nhất lại chính là người dân. Khi các biện pháp trừng phạt khiến nền kinh tế quốc gia rơi vào khủng hoảng và bị cô lập, người dân sẽ mất việc làm, hàng hóa trở nên khan hiếm và đắt đỏ. Nhiều mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm có thể không còn trong tầm tay của họ. Các quốc gia bị phong tỏa tài khoản ngân hàng, mất nguồn vốn từ nước ngoài và không thể nhập khẩu công nghệ để phát triển kinh tế. Kết quả là GDP suy giảm mạnh, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng và đời sống người dân trở nên cực kỳ khó khăn. Ví dụ điển hình là nước Đức sau Thế chiến thứ nhất. Các quốc gia đồng minh áp đặt lệnh cấm vận nặng nề, khiến nền kinh tế Đức sụp đổ hoàn toàn. Lạm phát tăng cao đến mức một ổ bánh mì có giá bằng cả một bao tải tiền. Hay như Ukraine, năm 2008, Nga cắt giảm trợ giá dầu, dẫn đến sự đình trệ trong các ngành sản xuất, người lao động bị sa thải hàng loạt, GDP sụt giảm mạnh và đời sống người dân rơi vào bế tắc. Hệ quả của những biện pháp này không chỉ là khủng hoảng kinh tế, mà còn tạo ra bất ổn xã hội. Người dân mất niềm tin vào chính quyền, dẫn đến các cuộc biểu tình, bạo động, làm trỗi dậy những căng thẳng dân tộc tiềm ẩn. Nếu như trước đây, các cuộc nổi dậy có thể làm suy yếu những triều đại phong kiến, thì ngày nay, sự can thiệp bị giới hạn bởi các công ước hòa bình quốc tế. Tuy nhiên, một điều vẫn không thay đổi.
quốc suy thì dân chống. Các lệnh trừng phạt khiến đời sống người dân trở nên khó khăn, làm mất ổn định quốc gia và mở đường cho những mâu thuẫn nội bộ. Một ví dụ rõ nét chính là tình cảnh của Ukraine hiện tại. Nga áp đặt hàng loạt lệnh cấm vận, từ dầu khí đến thương mại, với lý do ngăn chặn Ukraine gia nhập NATO. Nhưng thực chất, những biện pháp này đã tàn phá nền kinh tế Ukraine, chia rẽ đất nước thành hai phe, một phe thân Nga và một phe thân phương Tây. Nhiều chuyên gia nhận định, đây chính là chiến lược của Nga nhằm kiểm soát khu vực miền đông Ukraine. Những người ủng hộ phương Tây rời bỏ miền đông, còn lại là những người trung thành với Nga. Để hợp thức hóa sự kiểm soát, Nga có thể tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý, tương tự như cách họ từng làm ở Crimea năm 2014, nhằm biến miền đông Ukraine thành vùng tự trị. Nếu thành công, đây sẽ là lần đầu tiên Nga kiểm soát một phần lớn Đông Âu kể từ sau khi Liên Xô tan rã. Tuy nhiên, động thái này được đánh giá là một nước đi táo bạo, một cái bẫy chiến lược đã được Nga giăng sẵn từ nhiều năm trước, mở đầu bằng các lệnh cấm vận và kết thúc bằng việc tái thiết lập ảnh hưởng chính trị trong khu vực. Không chỉ Nga, các quốc gia phương Tây cũng coi trừng phạt và cấm vận kinh tế là công cụ hoàn hảo để can thiệp vào nội bộ chính trị và quân sự của các quốc gia khác. Một ví dụ khác là cuộc chiến vùng vịnh năm 1990. Khi Iraq tấn công Kuwait, Mỹ và các đồng minh đã tận dụng nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để áp đặt cấm vận kinh tế. Những lệnh này không chỉ làm suy yếu tiềm lực kinh tế, mà còn triệt tiêu khả năng quân sự của Iraq đẩy nước này vào thế kiệt quệ. Tóm lại, cấm vận và trừng phạt kinh tế, dù mang danh nghĩa là công cụ pháp lý quốc tế, thực chất lại là những vũ khí mềm đầy quyền lực trong cuộc chơi chính trị toàn cầu. Trừng phạt kinh tế không chỉ là công cụ để các cường quốc biện minh cho tính chính danh, mà còn trở thành một phần không thể thiếu trong các cuộc đối đầu chiến lược. Từ cuộc chiến vùng vịnh năm 1991 đến các xung đột tại Nam Tư, Mỹ và phương Tây đã khéo léo sử dụng các lệnh trừng phạt như một phương tiện để can thiệp chính trị, kích động biểu tình, hay thậm chí hỗ trợ lực lượng đối lập tiến hành cách mạng màu. Những lý do như vi phạm nhân quyền hay gian lận bầu cử thường được viện dẫn để che đậy những toan tính chính trị phía sau. Thoạt đầu, trừng phạt và cấm vận kinh tế được xem như giải pháp nhằm tránh sử dụng súng đạn. Nhưng theo thời gian, nó ngày càng đi xa khỏi mục tiêu cao đẹp ban đầu, trở thành công cụ để các quốc gia thực hiện những mưu đồ chính trị và thúc đẩy lợi ích riêng. Trong các cuộc cạnh tranh giữa các siêu cường, trừng phạt kinh tế được ví như một gia vị không thể thiếu để tạo nên những cuộc đối đầu long trời lở đất, điển hình là Mỹ, Nga và Trung Quốc. Năm 2014, Mỹ và phương Tây áp đặt lệnh cấm vận lên Nga với lý do Nga sát nhập Crimea. Những lệnh này bao trùm lên các lĩnh vực kinh tế then chốt như xuất khẩu năng lượng, vũ khí và các dịch vụ tài chính. Đến năm 2017, Quốc hội Mỹ thông qua đạo luật chống lại sự can thiệp của Nga, Iran và Triều Tiên, tập trung vào các cáo buộc Nga can thiệp bầu cử và các hoạt động tại Ukraine, Syria. Hàng loạt biện pháp đã được áp dụng từ đóng băng tài sản, cấm nhập cảnh các quan chức Nga đến hạn chế ngoại giao. Nga không đứng yên chịu trận. Đáp lại, họ cấm nhập khẩu thực phẩm từ Mỹ, đóng cửa cơ quan ngoại giao và cấm quan chức Mỹ nhập cảnh. Cuộc đối đầu này không chỉ làm căng thẳng thêm quan hệ quốc tế, mà còn đẩy nền kinh tế toàn cầu vào trạng thái hỗn loạn. Đến năm 2018, trừng phạt kinh tế leo thang thành cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Hai cường quốc liên tục áp thuế lên hàng ngàn mặt hàng của nhau, từ nguyên liệu thô đến các sản phẩm công nghệ cao như vi mạch và chip. Mỹ cấm xuất khẩu công nghệ quan trọng, đồng thời đóng cửa các viện khổng tử và ngăn chặn các chương trình hợp tác văn hóa. Trung Quốc mặt khác kiên quyết cạnh tranh để vượt mặt Mỹ ở một số lĩnh vực khoa học và công nghệ. Những biện pháp này không chỉ bóp nghẹt nền kinh tế đối phương mà còn mở rộng sang các lĩnh vực chính trị, an ninh và ngoại giao. Từ việc cấm nhập cảnh đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, bắt giữ các cá nhân có liên quan đến quân đội, đến việc chặn đứng các tập đoàn công nghệ hàng đầu như Huawei, tất cả đều là minh chứng rõ nét cho sự khốc liệt của cuộc cạnh tranh quyền lực giữa các cường quốc. Dẫu rằng trừng phạt và cấm vận không gây ra cảnh đổ máu như chiến tranh súng đạn, nhưng hậu quả của nó cũng vô cùng nghiêm trọng. Đời sống của người dân ở các quốc gia bị trừng phạt chìm trong đói nghèo, kinh tế suy thoái và xã hội bất ổn. Tuy nhiên, với thế giới hiện đại luôn ưu tiên hòa bình, ít nhất trên lý thuyết, trừng phạt kinh tế vẫn được coi là một giải pháp ít tàn khốc hơn chiến tranh. Song, cần nhấn mạnh rằng, trừng phạt kinh tế là con dao hai lưỡi, nó sắc bén nhưng đầy nguy hiểm, có thể gây tổn thương không chỉ cho đối thủ mà còn cho cả người cầm dao. Trong cuộc chơi này, kẻ mạnh thì hưởng lợi,
còn những nước yếu hơn thường phải gánh chịu những mất mát lớn lao. Vậy liệu trừng phạt kinh tế có luôn mang lại thành công mỹ mãn mà không gây ra tổn hại cho quốc gia ban hành lệnh trừng phạt? Câu trả lời rõ ràng là không. Trong một thế giới kinh tế toàn cầu hóa hiện đại, các quốc gia không chỉ liên kết chặt chẽ với nhau mà còn phụ thuộc lẫn nhau. Khi một quốc gia áp đặt lệnh cấm vận, không chỉ đối phương chịu ảnh hưởng, mà bản thân họ cũng không tránh khỏi thiệt hại. Lấy ví dụ từ lệnh cấm vận kéo dài hơn 60 năm của Mỹ đối với Cuba. Năm 1958, Cuba, quốc gia xuất khẩu đường mía lớn nhất thế giới, trải qua cuộc cách mạng lật đổ chế độ độc tài. Mỹ ngay lập tức áp đặt lệnh cấm vận, từ việc cấm bán vũ khí, xuất khẩu máy móc thiết yếu, đến cấm nhập khẩu đường mía, một mặt hàng chiến lược của Cuba. Đỉnh điểm là năm 1962, Mỹ mở rộng lệnh cấm vận lên hầu hết các mặt hàng xuất nhập khẩu, lập kỷ lục về thời gian và mức độ cấm vận khắc nghiệt. Tuy nhiên, không chỉ Cuba chịu tổn thất, mà các doanh nghiệp Mỹ có quan hệ kinh doanh với Cuba cũng thiệt hại nặng nề. Các công ty quốc tế khác vì sợ vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ cũng buộc phải từ bỏ thị trường Cuba. Điều này làm giảm khả năng tiếp cận cơ hội kinh doanh ở quốc gia này. Trên phương diện chính trị, lệnh cấm vận của Mỹ lại tạo hiệu ứng ngược. Cuba ngày càng gắn bó chặt chẽ với Liên Xô, đến mức cho phép Liên Xô đặt tên lửa trên lãnh thổ của mình, bất chấp mối đe dọa từ Mỹ. Chính sách cấm vận đã khiến Mỹ không chỉ mất đi một nguồn cung đường mía giá rẻ, mà còn biến Cuba thành một đối thủ chính trị kiên cường trên trường quốc tế. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, các quốc gia chịu cấm vận thường tìm cách mở rộng quan hệ với các thị trường khác. Ví dụ, khi Nga bị Mỹ và châu Âu cấm vận vì xung đột tại Ukraine, Nga đã tăng cường quan hệ với Trung Quốc, một quốc gia có lãnh thổ và dân số áp đảo. Một bên là nhà xuất khẩu dầu khí lớn nhất thế giới, bên kia là công xưởng của nhân loại. Sự hợp tác giữa hai siêu cường này không chỉ tạo nên đối trọng với châu Âu, mà còn là một lời thách thức với phương Tây. Tuy nhiên, nói Nga và Trung Quốc hoàn toàn miễn nhiễm với các đòn trừng phạt của phương Tây là không chính xác. Thị trường tiêu thụ lớn của phương Tây vẫn chiếm phần lớn trong thương mại toàn cầu. Nhưng thực tế cho thấy, Nga và Trung Quốc đã chuẩn bị các chiến lược ứng phó hiệu quả, đặc biệt trong việc xây dựng các hệ thống thanh toán tài chính riêng. Nga đã phát triển hệ thống thanh toán quốc tế riêng mang tên MIR, trong khi Trung Quốc xây dựng hệ thống CIPS. Dù hiện tại, quy mô của các hệ thống này còn nhỏ so với SWIFT, với hơn 11.000 thành viên và xử lý 42 triệu giao dịch mỗi ngày, CIPS của Trung Quốc cũng đã có hơn 1.500 thành viên, xử lý khoảng 14.000 giao dịch mỗi ngày. Điều này cho thấy, mặc dù hiện tại còn nhiều hạn chế, nhưng các hệ thống thanh toán riêng có thể là một hướng đi mới cho các quốc gia trong tương lai nếu họ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt kinh tế. Chính sách cấm vận, vì vậy, không chỉ đơn thuần là đòn bẩy kinh tế, mà còn là cuộc chơi chiến lược dài hạn trên bàn cờ chính trị toàn cầu. Cũng như Mỹ, bản thân Nga và Trung Quốc đang xây dựng các liên minh kinh tế riêng để đối phó với các liên minh kinh tế từ phương Tây. Trung Quốc có sáng kiến vành đai và con đường BRI, trong khi Nga dẫn đầu liên minh kinh tế Á-Âu. Các liên minh này không chỉ củng cố sức mạnh kinh tế, mà còn gắn liền với các giá trị thương mại, giúp giảm thiểu rủi ro khi bị trừng phạt trong tương lai. Thậm chí, các quốc gia này còn áp đặt các biện pháp trừng phạt hoặc cấm vận ngược lại, tương tự cách Mỹ đã làm trong quá khứ. Tuy nhiên, để các biện pháp trừng phạt phát huy hiệu quả, điều kiện tiên quyết là sự hợp tác và đồng thuận từ cộng đồng quốc tế. Nhưng trên thực tế, điều này rất khó xảy ra. Một số lệnh trừng phạt bị đánh giá là không công bằng, mang tính thiên vị và phục vụ lợi ích chính trị riêng của một số quốc gia lớn. Ví dụ, Nga đưa quân vào Ukraine với danh nghĩa tiêu diệt tiểu đoàn Azov, được họ xem là hiện thân của chủ nghĩa phát xít. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ cũng triển khai quân đội nhằm tiêu diệt lực lượng đối lập tại Syria, nhưng lại không hề vấp phải sự cấm vận hay phản đối tương xứng từ quốc tế. Các lệnh trừng phạt không chỉ ảnh hưởng đến quốc gia mục tiêu, mà còn gây tổn hại cho các nước láng giềng hoặc đối tác thương mại lớn. Những quốc gia này mất đi thị trường xuất khẩu, nguồn thu ngân sách và cơ hội việc làm cho người dân. Chính vì thế, trừng phạt kinh tế khó nhận được sự ủng hộ đồng thuận rộng rãi từ cộng đồng quốc tế, biến nó thành một con dao sắc lẹm nhưng cũng đầy nguy hiểm. Trừng phạt kinh tế chỉ thực sự hiệu quả khi có sự đồng thuận giữa các quốc gia với cách tiếp cận thống nhất. Một cách nôm na, đó là sự hứa hẹn giữa các bên rằng nếu một quốc gia bị trừng phạt, tất cả cùng thực hiện, chứ không để một bên đánh, một bên vuốt ve. Nếu không, các quốc gia áp đặt lệnh trừng phạt phải chuẩn bị tinh thần chịu tổn thất kinh tế nhất định, từ đó tạo cơ hội để các quốc gia bị cấm vận tăng cường quan hệ với các đồng minh khác. Việt Nam và câu chuyện cấm vận.
hành trình vượt qua khó khăn để vươn tầm quốc tế. Trong lịch sử đấu tranh giữ nước và phát triển, Việt Nam đã từng phải đối mặt với những lệnh cấm vận nghiêm ngặt từ Hoa Kỳ và phương Tây, để rồi vượt qua trở thành một ví dụ điển hình về tinh thần tự cường và chiến lược khôn ngoan. Hãy cùng nhìn lại hành trình đầy thử thách nhưng cũng rất đáng tự hào này. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Mỹ đã áp đặt nhiều lệnh cấm vận lên miền Bắc Việt Nam từ năm 1964, khi bắt đầu cuộc chiến tranh phá hoại. Những biện pháp này nhằm tạo áp lực quân sự, kinh tế và ngoại giao, đồng thời giành lợi thế trong các cuộc đàm phán tại Paris. Sau năm 1975, khi Việt Nam thống nhất đất nước, Mỹ không những không nới lỏng mà còn mở rộng cấm vận toàn diện như một hành động trả đũa cho thất bại tại chiến trường Việt Nam. Đỉnh điểm, năm 1979, khi Việt Nam đưa quân vào Campuchia để giải phóng nhân dân khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot, Mỹ cùng nhiều nước phương Tây cáo buộc Việt Nam xâm lược. Cả thế giới gần như quay lưng, áp đặt các lệnh cấm vận kinh tế khắc nghiệt. Việt Nam rơi vào tình trạng bị cô lập, khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng kéo dài hơn một thập kỷ, với mức tăng trưởng gần như đứng yên. Những năm 1980, Việt Nam phải đối mặt với tình trạng thiếu thốn hàng hóa trầm trọng, lạm phát phi mã lên tới 774% vào năm 1986 theo Ngân hàng Thế giới. Tuy nhiên, chính trong nghịch cảnh, Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh kiên cường. Nhờ chiến lược đổi mới từ năm 1986 cùng các nỗ lực ngoại giao không ngừng nghỉ, Việt Nam dần tháo gỡ khó khăn. Năm 1994, Mỹ chính thức dỡ bỏ lệnh cấm vận, mở ra giai đoạn hội nhập quốc tế đầy triển vọng. Đến năm 2016, Việt Nam ký kết Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, đánh dấu sự thoát ly hoàn toàn khỏi bóng tối cô lập. Hành trình vượt qua cấm vận là minh chứng mạnh mẽ rằng, dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất, với tinh thần tự cường, chiến lược phát triển bền vững và ngoại giao khéo léo, Việt Nam đã không chỉ trụ vững mà còn vươn lên mạnh mẽ. Đó chính là bài học quý giá không chỉ cho người Việt mà còn cho cộng đồng quốc tế. Giao thương, cuộc chơi của những bộ óc tỉnh táo. Câu chuyện cấm vận không chỉ là vấn đề của quá khứ, mà còn là một công cụ đầy quyền lực trong bối cảnh hiện tại. Với sự phát triển mạnh mẽ của toàn cầu hóa, trừng phạt kinh tế không còn là đòn bẩy tuyệt đối, bởi các quốc gia bị trừng phạt thường tìm đến những giải pháp sáng tạo để giảm thiểu thiệt hại. Một trong những chiến lược phổ biến là mở rộng quan hệ thương mại với các thị trường thay thế hoặc xây dựng liên minh kinh tế mới. Điển hình là Trung Quốc. Một nền kinh tế lớn từng chịu sức ép không nhỏ từ các biện pháp trừng phạt và áp thuế của phương Tây trong cuộc chiến thương mại với Mỹ. Dù phải đối mặt với mức thuế cao, Trung Quốc đã nhanh chóng chuyển hướng xuất khẩu sang các thị trường mới như ASEAN, Châu Phi và Mỹ Latin. Theo dữ liệu từ Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, trong năm 2022, thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN đạt gần 975 tỷ USD, tăng gần 11,2% so với năm trước, đưa ASEAN trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc. Không chỉ vậy, Trung Quốc còn thúc đẩy chiến lược tự chủ kinh tế thông qua sáng kiến Made in China 2025 nhằm giảm phụ thuộc vào công nghệ nhập khẩu từ Mỹ và châu Âu. Điều này giúp họ không chỉ trụ vững trước các lệnh trừng phạt, mà còn tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực như công nghệ, sản xuất và năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng trừng phạt kinh tế là một con dao hai lưỡi. Dù nó có thể gây tổn thất nghiêm trọng cho quốc gia bị trừng phạt, nhưng đồng thời cũng tạo ra những rủi ro không nhỏ cho bên ban hành lệnh. Chẳng hạn, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung không chỉ khiến GDP của Trung Quốc giảm khoảng 0,5% mỗi năm, mà còn khiến Mỹ thiệt hại hơn 245.000 việc làm, theo báo cáo của Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Mỹ, NBR. Trong một thế giới đầy biến động, nơi hòa bình và hợp tác quốc tế được đặt lên hàng đầu, các quốc gia cần hành xử một cách tỉnh táo. Trừng phạt kinh tế không chỉ là công cụ để thể hiện quyền lực, mà còn phải được sử dụng một cách cẩn trọng để tránh gây ra những hệ lụy không mong muốn. Vậy bạn nghĩ sao? Liệu trừng phạt kinh tế có thực sự là giải pháp tối ưu để giải quyết xung đột trong thời hiện đại? Hãy cùng thảo luận. Nếu bạn đã xem đến đây, hãy bình luận "Tôi đã xem đến hết" để chúng tôi biết bạn là một người không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến của bạn về chủ đề này. Đừng ngần ngại chia sẻ suy nghĩ của mình dưới phần bình luận nhé. Những góp ý của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện và mang đến những nội dung ngày càng chất lượng hơn trong các video tiếp theo.